Lại nữa, thiện hiện, ngã thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đạc già la thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là bồ đạc già la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đạc già la thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đạc già la thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là bồ đạc già la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đạc già la thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,
bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự chi thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là sự chi thanh tịnh. Vì sao? Vì sự chi thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự chi thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là sự chi thanh tịnh. Vì sao? Vì sự chi thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh, tức là bốn niệm trụ thanh tịnh. Bốn niệm trụ thanh tịnh, tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn niệm trụ thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh, tức là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, ngã thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.
Sự dưỡng dục thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giá la thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là bồ đặc giá la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giá la thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giá la thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả la thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy, cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát không thanh tịnh. Pháp môn giải thoát không thanh tịnh, tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát không thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh, tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, ngã thanh tịnh, tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh. 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, tức là ngã thanh tịnh.
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ Đạc Già La thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là Bồ Đạc Già La thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ Đạc Già La thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, 10 địa Bồ Tát thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa thiện hiện, ngã thanh tịnh tức là 5 loại mắt thanh tịnh, 5 loại mắt thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 5 loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là 6 phép thần thông thanh tịnh, 6 phép thần thông thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với 6 phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 5 loại mắt thanh tịnh, 5 loại mắt thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 5 loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 6 phép thần thông thanh tịnh, 6 phép thần thông thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 6 phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 5 loại mắt thanh tịnh, 5 loại mắt thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 5 loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 6 phép thần thông thanh tịnh, 6 phép thần thông thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 6 phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là 5 loại mắt thanh tịnh, 5 loại mắt thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với 5 loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là 6 phép thần thông thanh tịnh, 6 phép thần thông thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao?
Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Năm loại mắt thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Năm loại mắt thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giả la thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Năm loại mắt thanh tịnh tức là bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả la thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giả la thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả la thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Năm loại mắt thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Năm loại mắt thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Năm loại mắt thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Năm loại mắt thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Năm loại mắt thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là năm loại mắt thanh tịnh. Năm loại mắt thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với năm loại mắt thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là sáu phép thần thông thanh tịnh. Sáu phép thần thông thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với sáu phép thần thông thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, ngã thanh tịnh tức là mười lực Phật thanh tịnh. Mười lực Phật thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với mười lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là ngã thanh tịnh.
Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là 10 đức Phật thanh tịnh, 10 đức Phật thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với 10 đức Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là 10 lực Phật thanh tịnh. 10 lực Phật thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là 10 lực Phật thanh tịnh, 10 lực Phật thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là 10 lực Phật thanh tịnh. 10 lực Phật thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là 10 lực Phật thanh tịnh. 10 lực Phật thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ Đạc Già La thanh tịnh tức là 10 lực Phật thanh tịnh. 10 lực Phật thanh tịnh tức là Bồ Đạc Già La thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ Đạc Già La thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ Đạc Già La thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là Bồ Đạc Già La thanh tịnh. Vì sao? Vì Bồ Đạc Già La thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là 10 lực Phật thanh tịnh. 10 lực Phật thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là 10 lực Phật thanh tịnh. 10 lực Phật thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh.
bốn điều không sợ cho đến 18 pháp vật bất cộng thanh tịnh, tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp vật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh, tức là 10 lực Phật thanh tịnh. 10 lực Phật thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh, tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh, tức là 10 lực Phật thanh tịnh. 10 lực Phật thanh tịnh, tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh, tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh, tức là 10 lực Phật thanh tịnh. 10 lực Phật thanh tịnh, tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh, tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh, tức là 10 lực Phật thanh tịnh. 10 lực Phật thanh tịnh, tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với 10 lực Phật thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh, tức là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa, thiện hiện, ngã thanh tịnh, tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh, tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ngã thanh tịnh, tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh, tức là ngã thanh tịnh. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh, tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh, tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hữu tình thanh tịnh, tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh, tức là hữu tình thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu tình thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh, tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh, tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Dòng sinh mạng thanh tịnh, tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh, tức là dòng sinh mạng thanh tịnh. Vì sao? Vì dòng sinh mạng thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh, tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh, tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự sanh thanh tịnh, tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh, tức là sự sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì sự sanh thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh, tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh, tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh,
không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự dưỡng dục thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự dưỡng dục thanh tịnh. Vì sao? Vì sự dưỡng dục thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sĩ phu thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sĩ phu thanh tịnh. Vì sao? Vì sĩ phu thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giả đa thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh tức là bồ đặc giả đa thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả đa thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Bồ đặc giả la thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là bồ đặc giả la thanh tịnh. Vì sao? Vì bồ đặc giả la thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Ý sanh thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là ý sanh thanh tịnh. Vì sao? Vì ý sanh thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Nho đồng thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là nho đồng thanh tịnh. Vì sao? Vì nho đồng thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tạo tác thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự tạo tác thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tạo tác thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự thọ nhận thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự thọ nhận thanh tịnh. Vì sao? Vì sự thọ nhận thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự tri thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự tri thanh tịnh. Vì sao? Vì sự tri thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là pháp không quên mất thanh tịnh. Pháp không quên mất thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với pháp không quên mất thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Sự kiến thanh tịnh tức là tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Tánh luôn luôn xả thanh tịnh tức là sự kiến thanh tịnh. Vì sao? Vì sự kiến thanh tịnh ấy cùng với tánh luôn luôn xả thanh tịnh, không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hết quyển thứ 188.